Xin chào các bác đã đến với kênh YouTube Bổ Kết Vũ Thị Mai. Thì hôm nay Mai sẽ chia sẻ cho bác cái cách chăm sóc cây bổ kết sau khi trồng. Sau một thời gian trồng thì cỏ đang lên rất là nhiều. Trồng xong thì các bác phải ra thăm cây xem là nếu mà có cỏ thì các bác nhổ đi nhé, không thì cỏ nó ăn hết chất. Cây cỏ là to quá rồi, nhổ nó còn không được đứt gốc. Phân thì các bác đổ sát gốc như thế này nhé, nhưng mà không sát quá nhá, cũng phải cách khoảng 40-50 cm ra, không đổ sát lên gốc là cây nó còn nhỏ là nó sẽ sát phân nó chết ạ. Nếu mà các bác bón lót luôn được ngay từ đầu ấy thì sau này mình sẽ không phải bổ sung phân lên trên như này nhiều nữa. Còn ngày xưa này em trồng thì có những cây em bón được ít nên bây giờ em cứ có phân chuồng này em lại đổ lên gốc cây như thế này. Đổ xung quanh ra gốc đi. Đất cho phân nó khô. Các bác để cái vòng tròn này xung quanh gốc thấp thấp thôi nha. Lại cao quá là khi mưa nước nó đọng ở gốc cây là nó trũng, là nó úng. Để một đường để cho cái nước mưa nó có thể thoát ra. Như thế này là được. Hoặc là lúc nào các bác rảnh là các bác phải đi đóng cái cọc vào như thế này nhá, để giữ cho cây thứ nhất là không bị gió hoặc là mưa to gió lớn nó bị lún gốc rồi lún đất thì cây nó đổ, hoặc là con trâu con bò nó đi qua nó không làm gãy cành. Đây còn những cái cây nào các bác phải thăm xem, cầm luôn cái kéo này, những cây nào mà nó ra nhiều cành thực sinh như thế này nhá, là các bác phải cắt hết cành thực sinh này. Em cắt cho các bác xem nhé, các bác cắt sát vào thân nhé. Để cho là cây nó dồn dinh dưỡng, nó nuôi cái mắt ghép này thôi. Mình cứ để như này thì cái cành này nó sẽ ăn hết chất của cây. Và có thể là cái mắt ghép này nó cũng sẽ bị teo. Nên là mình phải cắt đi. Cây thì các bác có thể cắt luôn đi cũng được nhé. Các bác cắt sạch sẽ đi cho em, nếu có cỏ thì mình tiến hành mình nhổ cỏ đi. Bác nào mà không có phân chuồng ấy thì có thể bón bổ sung bằng phân lân nhé, tổng hợp đều được. Thì các bác cũng rạch những cái một cái đường rãnh xung quanh gốc cây này, sau đó thì rắc phân lên. Cây nó vẫn bé nên là các bác rắc ít thôi, chỉ cần 1 đến 2 vốc phân lân hoặc là tổng hợp. Rắc nhiều quá thì nó không ăn hết và nó cũng dễ bị sót. Sau khi rắc xong thì mình cũng lấp đất lên cho phân nó không bị bay hơi. Hoặc bác nào có rơm rạ thì các bác cứ ủ xung quanh gốc nhé, cho gốc cây nó ẩm thì cây nó sẽ nhanh lớn. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video ạ. Các bác đừng quên
ấn nút đăng ký, ấn nút like và chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.